Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, nữ mạng. Nữ Quý Hợi khi còn trẻ gặp nhiều khó khăn, phải tự mình bươn chải trong cuộc sống. Nhưng sau cùng bản mệnh cũng được đền đáp xứng đáng. Trung niên có nhiều thành tựu, về già hưởng phúc, cuộc sống an nhàn. Và sau đây để cho quý vị có thể hiểu rõ hơn về diễn tiến vận trình của bản mệnh tuổi này thông qua từng phương diện thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi bài phân tích chi tiết sau đây. Xin mời. Gia chủ Quý Hợi sinh năm 1983 nữ mạng, có cung mệnh thuộc cung Cấn, mạng đại hải thủy, nước biển lớn, xương con heo, tướng tinh con gà, bà cửu thiên huyền nữ độ mạng. Xin được khái quát tử vi chọn đời nữ mạng Quý Hợi thông qua bài thơ sau. Quý Hợi, cung Cấn số này, mạng thủy nước biển chảy tràn vào sông. Số gái sinh thuận thu đông, thanh nhàn sung sướng ít ai sánh bằng. Xuân hạ thì lỗi số nàng, giàu nghèo cũng cực, thân nàng thảm thương. Tưởng đâu chết hụt chết oan, cũng nhờ mạng lớn khỏi mang tật nguyền. Có chồng cũng kể như không, vì đâu nên nỗi xuyên thừa đắng cay. Anh em xung khắc chẳng hòa, ở gần gây gổ, đi xa thì buồn. Miệng thì nói giữ lòng hiền, biết người phản phúc, có tiền cũng đưa. Trung niên tài lộc có thừa, thế mà hậu vận hưởng phần giàu sang. Tổng quan, nữ tuổi Quý Hợi trong cuộc sống trải qua nhiều khó khăn so với các tuổi khác. Lúc nhỏ có nhiều vất vả nên tư tưởng chín chắn và trưởng thành sớm hơn so với những người cùng độ tuổi. Khi bước chân vào xã hội gặp phải nhiều gian nan, không người giúp đỡ phải tự mình vươn lên. Sang tuổi trung niên, Quý Hợi bắt đầu có những thành công trong cuộc sống, nhân duyên khá tốt nên dần dần có nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Về già sự nghiệp vững vàng, được hưởng phúc con cái. Kết luận, nữ Quý Hợi khi còn trẻ gặp nhiều khó khăn, cuộc sống có phần vất vả, một mình bươn chải tạo dựng sự nghiệp, nhưng cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Trung niên có nhiều thành tựu, về già hưởng phúc, cuộc sống an nhàn. Nữ tuổi Hợi hưởng thọ trung bình từ khoảng 76 đến 84 tuổi. Nếu sống lương thiện, ăn ở tích đức thì sẽ được gia tăng niên kỷ. Để tăng cường phước báo, gia trì công đức cho bản mệnh được thọ trường an khang. Phong thủy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ Quý Hợi sinh năm 1983 nên thỉnh về mình pháp khí của nhà Phật, Bát Bảo Tâm Kinh. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng chính là tám pháp bảo của Đức Phật là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát Bảo chính là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có khắc chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng. Có Bát Nhã Tâm Kinh khi bên cạnh, mọi việc được hanh thông, giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng của hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc. Đặc biệt để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên, có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Tình duyên, sinh vào các tháng 4, 9 và 12 âm lịch. Nữ Quý Hợi có cuộc sống sau hôn nhân trải qua có chút vất vả về tài chính, đời sống tinh thần tốt đẹp. Nếu biết cố gắng phấn đấu làm việc, lạc quan thì cuộc sống sẽ có chuyển biến theo hướng tốt đẹp. Sinh vào các tháng 2, 5, 8 và 10 âm lịch, nữ Quý Hợi sau kết hôn có cuộc sống có chút buồn phiền, tuy rằng gia đình cũng khá giả, không phải lo lắng nhiều tới vấn đề chi tiêu, nhưng tình cảm hai vợ chồng lại không thuận lợi. Nếu muốn có một cuộc sống yên ổn và hạnh phúc thì hai vợ chồng nên học cách tin tưởng vào đối phương nhiều hơn. Sinh vào các tháng 1, 3, 6, 7 và 11 âm lịch, cuộc sống hôn nhân của nữ Quý Hợi sẽ rất may mắn và hạnh phúc. Sau kết hôn có nhiều niềm vui, nhất là vấn đề tài lộc, công việc sự nghiệp của cả hai vợ chồng cũng có những bước tiến mới, nhiều cơ hội mở ra, cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ.
gia đình công danh. Nữ Quý Hợi cuộc sống gia đình có nhiều trắc trở, lúc nhỏ ít nhận được tình yêu thương và quan tâm. Khi trưởng thành, nhất là sau kết hôn thì khá hạnh phúc, cuộc sống về sau sung túc và tốt đẹp. Cả cuộc đời cố gắng phấn đấu nên sự nghiệp cũng đạt được một số thành tựu nhất định. Bước sang tuổi trung niên có nhiều vận may về tài lộc, tuổi Hợp làm ăn. Hợp tác với một trong số những con giáp sau đây sẽ vô cùng có lợi đối với nữ tuổi Quý Hợi nếu muốn tìm người để hợp tác kinh doanh, đó là Quý Hợi, Ất Sửu và Đinh Mão. Những người này sẽ đem đến nhiều may mắn và thành công cho nữ Quý Hợi. Lựa chọn vợ chồng. Nếu lựa chọn kết hôn với một trong số các tuổi Quý Hợi, Ất Sửu, Đinh Mão, Kỷ Tỵ, Tân Dậu, thì cuộc sống của nữ Quý Hợi sẽ rất may mắn cả về tình duyên lẫn tài lộc. Cuộc sống hôn nhân có nhiều niềm vui, may mắn, giàu có và hạnh phúc, tình cảm vợ chồng tốt đẹp. Mặt khác, người chồng còn là quý nhân giúp đỡ nhiều trên con đường công danh sự nghiệp của người vợ. Kết hôn với một trong số các con giáp, Giáp Tý, Mậu Thìn, Canh Ngọ, Nhâm Tuất thì nữ tuổi Quý Hợi có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Tuy đôi lúc có nhiều khó khăn nhưng đều được giải quyết tốt. Đôi lúc xảy ra cãi vã, tranh chấp, chỉ cần một trong hai người nhường nhịn thì người còn lại sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Kết hôn với một trong số các con giáp Bính Dần, Mậu Dần thì cuộc sống hôn nhân của Quý Hợi có lúc gặp phải những trở ngại, cuộc sống có phần vất vả. Nếu như muốn có một cuộc sống hạnh phúc thì hai người cần phải cố gắng chăm chỉ hơn nữa trong cuộc sống cũng như trong công việc. Tuổi kết hôn cũng gây ảnh hưởng không nhỏ tới hạnh phúc sau này. Do vậy mà vào những năm 20, 26, 28, 32, 38 và 40 tuổi, nữ Quý Hợi không nên tổ chức cử hành hôn lễ do không hợp tuổi, nên nếu lấy chồng vào những năm này có thể sẽ gặp nhiều điều không may mắn. Tuổi Đại Kỷ, nữ Quý Hợi do xung khắc với hai tuổi Nhâm Thân và Canh Thân, nên trong khi làm bất cứ chuyện hệ trọng nào như mở kinh doanh, đầu tư tiền của, làm ăn thì không nên chọn những đối tác trên vì rất có thể sẽ dẫn tới những điều không may mắn, gây khó khăn trong công việc. Trong hôn nhân cũng không nên chọn những người này làm đối tượng kết hôn do không hợp mệnh nên nếu lấy nhau sẽ khiến cuộc sống có nhiều vất vả và khó khăn. Tuy nhiên không phải ai cũng luôn may mắn kết giao hay kết hôn với đúng người hợp tuổi, cũng không phải cứ hợp tác hay lấy người xung khắc là vận trình sẽ 100% là xấu đi. Đôi khi nó còn phụ thuộc vào rất nhiều những yếu tố khác cả về cách đối nhân xử thế của mỗi người. Tốt nhất bản mệnh nên đeo vòng tam hợp quý thần cho tuổi của mình, đó là vòng Hợi, Mão, Mùi để chủ động thu hút duyên lành, chiêu đón quý nhân cho mình, giúp trợ lực cho mình trên con đường tiến thân. Vòng được thiết kế dựa vào bộ tam hợp địa chi, Hợi, Mão, Mùi, tam hợp mộc cục, dựa vào sự quý hiếm và tác dụng phong thủy tốt của gỗ huyết long, kết hợp khéo léo với ba viên đá mã não, mang lại sự sang trọng, quý phái cho người sử dụng. Hơn nữa trên ba viên mã não này còn có khắc hình ba linh vật, Hợi, Mão, Mùi, giúp quy tụ năng lượng tam hợp, chiêu quý nhân tương trợ cho người đeo, hóa giải thị phi, tiểu nhân vây hãm. Đặc biệt, vòng được khai quang chỉ lực để tăng thêm linh khí, sự may mắn, bình an và trở thành một trong những vòng phong thủy hộ thân của riêng bạn. Quý gia chủ hữu duyên, hãy thỉnh để cảm nhận sự ứng nghiệm cho bản thân của mình. Năm khó khăn nhất trong cuộc sống sẽ có những năm mà Quý Hợi gặp nhiều khó khăn và không may mắn. Đó là vào các năm 23, 27, 30 và 35 tuổi. Do vậy mà khi ở các độ tuổi này thì nữ Quý Hợi nên thận trọng hơn trong các quyết định quan trọng, suy nghĩ chu toàn cẩn thận hơn trong mọi vấn đề. Ngày giờ xuất hành tốt nhất. Khi bắt đầu thực hiện một điều gì trọng đại thì nữ Quý Hợi nên xem ngày giờ để giúp công việc thêm thuận lợi, may mắn hơn. Ngày giờ xuất hành đem lại vận may cho nữ Quý Hợi, đó chính là ngày chẵn, giờ chẵn và tháng chẵn, diễn biến từng năm. Từ năm 18 tuổi đến năm 22 tuổi, những năm này, nữ Quý Hợi gặp nhiều chuyện vui trong vấn đề học hành và thi cử. Công việc bước đầu có những bước phát triển thuận lợi và tốt đẹp. Tuy nhiên, vấn đề tình cảm lại không được như mong đợi. Có nhiều vấn đề trong cuộc sống xảy ra khiến tình cảm dần có dấu hiệu tan vỡ. Đến năm 22 tuổi, Quý Hợi mới tìm được một nửa đích thực của cuộc đời mình. Trong năm có nhiều cố gắng, nhưng sự nghiệp cũng chỉ phát triển tới một trình độ nhất định nào đó, sau đó thì không có thể nào có bước tiến thêm được nữa. Từ năm 23 tuổi đến năm 28 tuổi, những năm này tình cảm của Quý Hợi sẽ vô cùng phát triển, trong năm sẽ có tin vui về hỷ sự, công việc thuận lợi, có nhiều điều may mắn, trong cuộc sống có nhiều cơ hội mở ra, Quý Hợi khá có vận may về tài lộc vào năm 25 tuổi. Từ năm 29 tuổi đến năm 34 tuổi, những năm này, vận may đang có xu hướng đi xuống. Trong công việc gặp phải một số trắc trở, làm ảnh hưởng tới vị trí hiện tại.
Do vậy mà Quý Hợi cần phải thận trọng hơn để không bị người khác kéo xuống. Trong năm, tình hình sức khỏe cũng có nhiều chuyển biến phức tạp, có mắc bệnh nặng nhưng sức khỏe sẽ được cải thiện lên rất nhanh. Đến năm 34 tuổi, vận may bắt đầu trở lại, tài chính được cải thiện hơn nhiều. Từ năm 35 tuổi đến năm 40 tuổi, thời gian này sức khỏe được cải thiện lên rất nhiều nhưng tình cảm lại gặp khó khăn. Trong cuộc sống xuất hiện nhiều vấn đề làm ảnh hưởng tới tình cảm của các thành viên trong gia đình. Những năm này nên dành nhiều thời gian hơn quan tâm đến mọi người, tạo cơ hội cho các thành viên có thể hiểu nhau và gắn kết hơn. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, trong khoảng thời gian này có gặp nhiều may mắn về mặt tài chính, tình cảm gia đình cũng thuận lợi, phát triển, con cái, có người thành đạt khiến cha mẹ vui lòng. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, khoảng thời gian này tài lộc tới nhiều, công việc ổn định, không có dấu hiệu đi lên, do vậy mà Quý Hợi nên dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho gia đình. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, trong năm 51 tuổi gặp phải nhiều chuyện không may, nên cẩn thận hơn khi đầu tư hay làm những việc liên quan tới tài chính. Các năm tiếp theo, không có nhiều vấn đề nảy sinh, sức khỏe có dấu hiệu không ổn định. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, thời gian này tình cảm phát triển tốt, Quý Hợi có vận tài lộc, tuy nhiên về sức khỏe không được tốt, cần chú ý hơn nữa tới bản thân của mình. Thưa quý vị, như vậy chúng ta vừa luận đoán xong tử vi chọn đời nữ mạng từ Quý Hợi sinh năm 1983. Hy vọng những luận đoán tử vi trên đây sẽ giúp cho quý vị gia chủ chúng ta biết cách hóa giải, phòng trừ vận xui, gặp thật nhiều may mắn và nắm bắt được các cơ may đến với mình. Phong thủy Gia Cát chúc quý vị gia chủ luôn bình an thuận lợi và may mắn.